còn có một ngày để thực hiện nhiệm vụ giết hết tất cả những người có mặt trong danh sách này. Con đã từng nói, ngoài chuyện thằng Quy Cường ra, còn như là sát thủ trung thành số một của ta mà. Thưa cha nuôi, con có chuyện muốn nói. Đừng giết chết thằng Quy Cường. Thưa cha, con vài năm trước chị của con cũng đứng ngay chỗ đó, quỳ xuống van xin ta cùng một vấn đề y như con. Con biết kết quả như thế nào rồi chứ? Chị con chết, nhưng người yêu của chị con vẫn còn sống. Giỏi lắm, thu thập chứng cứ khá lắm, xứng là đệ nhất sát thủ của ta. Hôm nay con muốn xin cha cho con một điều tương tự. Thà con bị chết đi để cho thằng đó được sống hả? Con không có ý định chết. Con muốn xin cha nuôi tha chết cho Quy Cường. Tại sao tao phải tha chết cho nó chứ, trong khi tao muốn nó phải chết trăm lần ngàn lần kìa. Quy Cường là một tên cảnh sát, nó là vật cản đường của chúng ta, chứ không phải là người vô can như người yêu của chị con. Tha chết cho nó hả? Ta có lợi gì? Những sát thủ giỏi như tụi con không phải cha nuôi lúc nào cũng có được. Nếu có được thì cũng chưa chắc trung thành. Con có thể lỡ yêu đương, nhưng lòng trung thành của con đối với cha nuôi không bao giờ thay đổi. Nói tiếp đi. Từ khi chị con mất, con, anh Quân, Bích Trâm vẫn luôn là những cánh tay đắc lực của cha, nhưng đã yếu đi khi bốn chỉ còn ba. Bây giờ nếu mất thêm một, con có thể tự tin nói con chính là một đứa hữu dụng và có thể mang lại lợi ích cho cha nếu như con còn mạng sống. Hôm nay con chỉ muốn xin cha cho con và anh Cường thêm một cơ hội nữa. Con được lắm. Nếu con đã phân tích kỹ lưỡng, tính toán hơn thiệt với ta một cách chi li như vậy, ta sẽ sòng phẳng với con. Làm cho ta một chuyện, ta sẽ cho con được toại nguyện. Chuyện gì thưa cha? Đây là chủ tịch của một vài tập đoàn có giá trị cổ phiếu cao hơn của ta. Ta không muốn ai đứng trên đầu trên cổ ta. Nhưng họ toàn là những người có tiếng, lại làm ăn đàng hoàng. Nếu như ta giết họ, kiểu gì cũng gây chú ý. Ta cũng bị ám sát mà, may mắn được thoát chết thôi, không phải rất đáng tin sao? Còn nếu như không tin thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng đứng ra làm chứng chuyện này thôi. Con không cần nói nhiều, còn có một ngày để thực hiện nhiệm vụ giết hết tất cả những người có mặt trong danh sách này. Con đã từng nói, ngoài chuyện thằng Quy Cường ra, còn như là sát thủ trung thành số một của ta mà. Tại sao trong danh sách lại có những người này? Vì ta muốn bảo vệ bí mật nhân thân của con. Làm được không? Con làm được. Tốt. Hai ta ngược chiều yêu thương, quanh mắt đôi tim anh nhìn khát khao. Ta có hai khung trời riêng, tại sao bước chân?